Xin chào các bạn đến với chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Cao Nguyên, số podcast lần trước đó thì chúng ta đã trò chuyện với cả Tuấn về cái việc đó là cái trách nhiệm của nhà nước ở đâu trong việc đối phó với cơn bão Yagi, đúng không? Thế thì tuần này chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng chúng ta sẽ nói về cái chủ đề đó là thế thì làm thế nào để nhà nước có thể rút ra được cái bài học kinh nghiệm của mình để trong các cái trường hợp tiếp theo đó có thể đối phó với cả bão lũ cũng như là các cái thiên tai khác một cách hiệu quả hơn nhé. Như anh Tuấn với cả anh Sơn đó đều đặt trách nhiệm cho lãnh đạo nhà nước, những cái người mà cơ quan chức năng phòng tránh bão lũ như thế này đó, thì theo anh đó, với một cái kết quả mà cái hậu quả mà nó nặng nề như vậy đó, thì các anh thì thấy rồi, các anh thì quy trách nhiệm cho nhà nước rồi, thế thì phần đông người dân ngoài kia thì sao, quan sát của các anh thì sao, cái con số thương vong này nó có đủ để làm cho người dân phải sáng mắt ra, phải nhìn thấy là trách nhiệm bây giờ thực sự thuộc về ai và họ quy trách nhiệm cho ai với những cái thiệt hại nặng nề như vậy chưa? Không biết là có phải là họ sợ là người dân sẽ quy trách nhiệm cho họ hay không, nhưng mà không biết là Tuấn có để ý không, đó là trong những cái thời gian rất là nóng của cái vấn đề bão lũ ở miền Bắc đấy, thì người ta đã đầu tư rất là lớn cho cái việc tuyên truyền ở trên mạng xã hội. Cái cá nhân mình thấy đó là phải ca ngợi các lãnh đạo, ca ngợi các chú bộ đội, ca ngợi các chú công an đi chống lũ này kia đấy. Và thậm chí là người ta còn tổ chức hẳn một cái chương trình truyền hình trực tiếp, có cả thủ tướng tham gia, ôm một đứa trẻ con khóc và đứa trẻ con nói rằng là lớn lên cháu muốn làm chú công an. Đấy, thì tức là tất cả những cái thứ mà họ làm đấy, thì mình thấy rằng là họ quan tâm rất lớn vào cái việc đó là ca ngợi cái công lao của chính quyền, ca ngợi công lao của những cái người nhà nước trong cái việc mà chống lũ, trong cái việc cứu dân. Thế nhưng mà trên thực tế mình thấy rằng là trên thực tế là dân cứu dân, chứ còn cái trách nhiệm, cái sự tham gia của nhà nước là rất rất ít. Chúng ta thấy rằng là nếu mà theo dõi mạng xã hội trong những cái ngày đó thì chúng ta thấy rằng là chỉ có người dân kêu gọi đó là xuồng từ tỉnh này đưa lên để cứu, rồi thì người từ tỉnh này đến cái khu vực bị ảnh hưởng để mà tham gia tình nguyện hỗ trợ và cứu trợ đồng bào, chứ chúng ta thấy rằng là mãi về sau mới xuất hiện bộ đội. Đấy. Thế thì khi mà mình thấy nhà nước người ta phải làm cái chiến dịch tuyên truyền lớn như thế đó, thì mình cũng đặt câu hỏi là thế tại sao người ta phải làm cái đấy? Đấy. Tại sao người ta không tập trung nguồn lực, tập trung công sức để mà đi cứu trợ trước đi, khi mà nó xong hết rồi thì hãy làm cái chuyện tuyên truyền sau. Đằng này cứu trợ đang xảy ra mà họ đã phải làm ngay cái việc tuyên truyền rồi, thế thì là như thế nào? Thế thì anh nghĩ rằng là có lẽ là họ cũng sợ. Đấy. Có lẽ là họ cũng nhận ra đó là họ đã quá yếu kém trong cái việc đó là phòng, chống và tham gia cái việc cứu trợ người dân. Họ sợ người dân cảm thấy bất mãn cho họ buộc phải làm cái chiến dịch tuyên truyền như thế để mà xoa dịu người dân. Thì đấy là cái cách nhìn, mà cái góc nhìn mà anh nhận ra trong cái khoảng thời gian đó. Không biết là Tuấn nghĩ sao? Anh Tuấn nghĩ sao về cái nhìn của người dân sau cái cơn bão này anh Tuấn? Với câu hỏi của Cao Nguyên á, mình không có dám nói thay cho những người dân ở trên vùng bão lũ, đặc biệt là những người mà chịu thiệt hại vừa rồi. Không biết là họ sẽ nghĩ rằng á, cái này á, nó là do trời ha, hay là một cái thứ nhân tai và quy trách nhiệm cho một ai đó. Mình không có dám chắc về cái chuyện đó. Cũng có thể họ sẽ nghĩ rằng là mất mùa thì là bởi thiên tai, mà là được mùa là bởi thiên tài đảng ta, thì cái đó mình không có dám chắc. Mình không biết là họ sẽ suy nghĩ như thế nào. Mình có thể theo dõi trên mạng xã hội, nhưng mà giống như Sơn vừa nói đó, mạng xã hội Việt Nam hiện tại bây giờ nó bị thao túng rất là nghiêm trọng bởi những cái nỗ lực của chính quyền thông qua những cái sáng kiến mới như là Ban Chỉ đạo 35 từ hồi 2018 tới giờ, với những cái lực lượng thường trực nó có thể là lên tới hàng trăm hoặc là cả triệu tài khoản trên trên
khó mà dựa vào mạng xã hội để mình đánh giá. Nhưng mà đó, nếu mà mình nghĩ rằng người dân khi mà người ta nhớ tới những cái câu nói của Hồ Chí Minh chẳng hạn vậy, chẳng hạn như là để cho một người dân mà còn đói còn khổ đó thì là đảng và chính phủ có lỗi. Thì nếu như mà thực sự đảng và chính quyền hiện tại bây giờ vẫn coi trọng những cái lời gọi là chỉ dạy của người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đó, thì họ phải nhìn nhận được là để cho hơn 300 người chết đó, thì đó là lỗi hoàn toàn của đảng và chính phủ. Đừng có đổ cho thời tiết cực đoan, đừng có đổ cho lý do này, lý do nọ. Và một cái chuyện nữa đó mà mình nghĩ rằng là chính quyền đó cũng phải chịu một cái trách nhiệm to lớn. Đó là không biết mọi người có để ý không, nhưng mà với cái đợt thiên tai bão lũ lần này đó, thì chúng ta thấy cái sự tham gia của các cái tổ chức dân sự đó, nó không có được mạnh mẽ, không có Như trước được rộng khắp giống như trước đây. Rõ ràng đó là cái vai trò của những cái hội nhóm dân sự, những cái sáng kiến dân sự trong cái thời gian vừa qua đó, mình không thể nào phủ nhận được. Và họ đã góp một cái phần rất là lớn để khắc phục những cái hậu quả của bão lũ. Nhưng mà đó, nếu như không có những cái chuyện đàn áp xã hội dân sự, kiểm soát xã hội dân sự, trấn áp xã hội dân sự, làm khó dễ với cả những cái tổ chức có đăng ký thời gian vừa qua ở Việt Nam, thì cái sự tham gia của xã hội dân sự để khắc phục những cái hậu quả bão lũ đó, nó đã tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta thấy được là thông qua những cái bài học như thời COVID hoặc là trước đó những cái đợt bão lũ ở miền Trung, chúng ta thấy những cái giai đoạn mà xã hội dân sự Việt Nam nó vẫn còn rất là mạnh mẽ đó, thì chúng ta thấy được là những cái hoạt động đó nó rất là nhiều sức sống, nó thể hiện cái sinh lực của quốc gia. Và cái điều này đó, những cái người lãnh đạo Việt Nam hiện tại bây giờ, nếu như mà họ nhìn nhận một cách thấu đáo đó, thì họ nên coi đây là một cái bài học rút ra, phải chấp nhận cái sự tham gia của xã hội dân sự. Anh không thể chấp nhận một cái xã hội dân sự chỉ tiếp tay cho anh cho những cái việc là khắc phục hậu quả bão lũ mà không để cho cái xã hội dân sự đó lên tiếng phản biện xã hội. Anh không thể chấp nhận một cái phương diện của xã hội dân sự được, đúng không? Bởi vì một khi xã hội dân sự nó là một cái thành phần độc lập với chính quyền, nó có những cái sáng kiến dân sự của nó để giúp ích cho đời, giúp ích cho cộng đồng, thì vì chính vì những cái thúc bách đó, nó cũng sẽ lên tiếng phản biện xã hội, nó sẽ lên tiếng phê phán chính quyền. Theo đúng tinh thần của Hồ Chí Minh là nếu đảng và chính phủ làm sai, làm điều sai quấy với dân đó, thì dân có quyền đuổi đảng và chính phủ. Họ làm cái điều đó một cách tự nhiên vì những cái thúc bách tự nhiên khi chúng ta là con người. Thế thì là vì sao đi trấn áp xã hội dân sự, rồi tới khi là cần những cái sự hỗ trợ dân sự để giải quyết những cái vấn đề nhân đạo như là cái hậu quả bão lũ thế này đó, thì anh lại mời gọi họ. Thế thì như vậy là không thể nào chấp nhận được nếu mà anh vẫn giữ một cái cách tiếp cận như vậy. Hy vọng đó là qua lần này họ sẽ phải nhìn nhận cái chuyện này một cách thấu đáo hơn. Còn anh Sơn thấy sao? Anh Sơn nghĩ gì về cái vai trò của các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt là trong những cái vai trò của họ trong những cái đợt bão lũ như thế này? Mình thấy rằng là mình chỉ cần nói đến đem ra so sánh giữa cái cơn bão số 3 trong năm nay đó với cả cái trận lũ lịch sử ở miền Trung cách đây một vài năm, thì mình thấy rằng là nó là hai cái bức tranh hoàn toàn khác biệt. Nếu mà cách đây một vài năm thì cái phong trào người dân tham gia vào các cái việc hỗ trợ và cứu trợ nó sôi nổi như thế nào, chúng ta thấy rằng là trên quy mô cả nước chứ không phải là ở cục bộ cái khu vực đấy mà là quy mô cả nước. Tất nhiên là nó có kéo theo những cái dùm beng về mặt minh bạch, về mặt tài chính, thế nhưng mà cái mà chúng ta không thể phủ nhận đó là nó là một cái phong trào mang tính rộng khắp và rất là sôi nổi và nó rất là hiệu quả. Chúng ta phải thừa nhận nó rất là hiệu quả đúng không? Nguồn lực được tập trung, được quy tụ một cách nhanh chóng này, rồi thì được đưa đến tay người dân mà cần nó cũng một cách hết sức là nhanh chóng.
Nhưng mà lần này thì chúng ta thấy rằng đó là thậm chí là chỉ có những cái người mà ở gần nhất mới có chỉ có thể tham gia, nhưng mà tham gia một cách hết sức là giới hạn. Đấy. Mà cái quan trọng nhất mà chúng ta thấy rằng đó là cái nguồn lực về mặt tài chính ở cái cuộc khủng hoảng lần này được quy tụ ít hơn rất nhiều so với trước đây. Đó, so với trước đây. Và chúng ta thấy được có một cái sự khác biệt nữa, đó là nếu mà trước đây thì là do người dân tự đứng lên làm rồi thì hỗ trợ rất là nhanh, thì lần này là mọi cái sự quyên góp lại phải về tay nhà nước. Đấy, phải về tay nhà nước. Và tất nhiên là nếu mà về tay nhà nước thì cái sự giải ngân nó sẽ chậm hơn. Đấy, nó sẽ chậm hơn. Thế đấy, thì cái này là cái mà mình thấy rằng là hai cái bức tranh hoàn toàn đối lập nhau nếu mà so sánh giữa cái cơn bão lần này so với cái trận lụt cách đây mấy năm. Và rõ ràng là cái người chịu thiệt nhất là người dân rồi. Đấy, chịu thiệt nhất là người dân ở cái khu vực bị ảnh hưởng. Thế thì một một cái vấn đề cuối cùng mà em muốn muốn hỏi hai anh thôi, đó là hiện tại thì cơn bão nó đã đi qua nhưng mà cái hậu quả của nó vẫn còn, cái đống đổ nát vẫn còn, nhà nước vẫn chưa có khắc phục xong, vẫn chưa có dọn dẹp xong những cái hậu quả thảm khốc của cái trận bão này. Thế thì theo hai anh, những gì qua cũng đã qua rồi thì chính phủ hiện tại bây giờ cần làm gì với cái đống đổ nát này? Tuấn nghĩ là nếu nếu Tuấn là chính quyền đó thì phải coi cái đợt bão lũ lần này đó là một cái bài học rất là to lớn, phải tổ chức những cái nghiên cứu sâu sắc để rút ra những cái bài học thực tiễn, và từ đó gia cố lại một cái hệ thống phản ứng thiên tai thảm họa ở tầm quốc gia, tập huấn đến các tỉnh thành, và nó sẽ phải là những cái bài học rất là thực tiễn đến với từng những cái bản làng ở những cái vùng mà rủi ro cao nhất. Phải có một cái hệ thống nhà trú ẩn cải tạo dưới những cái hình thức như là trường học, như là trụ sở công quyền, như là nhà văn hóa ở khắp các cái địa bàn như vậy, và phải xây dựng ra những cái cơ chế và phải hướng dẫn đến đến từng thôn, từng bản, từng làng như vậy để biết cách là khi mà cái tình huống đó nó xảy ra thì họ sẽ phải hành động như thế nào, phải diễn tập nó và áp dụng nó trong những cái tình huống như vậy. Nó phải là một cái nỗ lực ở tầm quốc gia, thì đó là cái việc thứ nhất, và cái đó là những cái trách nhiệm mà nó không thể thoái thác được của chính quyền. Còn cái việc thứ hai đó thì cũng chỉ là nhắc lại cái việc phải tạo một cái không gian, phải chấp nhận cái không gian xã hội dân sự. Xã hội dân sự thực ra không có cần là anh phải tạo ra nó đâu. Cái đó là những cái nhu cầu cố kết xã hội, nó mang tính người của bất kỳ một cái cộng đồng nào. Chính quyền không có cần phải tạo ra nó, chính quyền chỉ cần không có gây khó dễ cho nó, không có kiểm soát nó, trấn áp nó thôi đó, thì một cách tự nhiên truyền thống của người Việt là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, cái này là ai cũng học nằm lòng từ lúc còn nhỏ hết á. Người ta một cách tự nhiên là người ta sẽ tìm cách hỗ trợ giúp đỡ cho cộng đồng của người ta một cách hiệu quả nhất. Chính quyền không có nên can thiệp hoặc là gây khó dễ cho những cái việc đó, và phải nhớ rằng đó là xã hội dân sự đó nó có nhiều cái gương mặt khác nhau, những cái lúc nó làm những cái việc nhân đạo nhưng một cũng cùng một cái lý do như vậy nó có thể phê phán chính quyền, thì phải chấp nhận hết tất cả những cái phương diện đó của nó, thì như vậy đó cái sự phát triển ổn định của xã hội, hài hòa ổn định của xã hội nó mới có thể là vững bền lâu dài. Và những cái hậu quả thương tâm đến từ thiên tai hoặc là những cái sự kiện thảm họa như thế này đó, nó mới có thể được hạn chế cách tốt nhất. Thế thì lời cuối thì anh Sơn nói luôn đi rồi wrap Đối với anh thì anh nghĩ rằng là cũng đồng ý với Tuấn, đó là cái cơn bão này phải là cái tiếng chuông cảnh tỉnh để chính quyền phải thực sự nghiêm túc trong cái việc đó là xây dựng lại cái chính sách cũng như là cái bộ máy
để mà ứng phó với các cái thảm họa ở trong tương lai. Bởi vì anh sống ở Đài Loan thì anh thấy rằng là chính quyền ở đây họ họ không ngừng họ họ cải tiến cái nỗ lực của họ trong cái việc chống chống lại thiên tai. Bởi vì nếu Việt Nam là cái nước mà năm nào cũng phải hứng chịu hàng chục cơn bão thì Đài Loan là cái nước mà năm nào cũng có động đất. Tức là hai cái nước này đó là tuy cái tính chất thảm họa khác nhau nhưng nó đều là thảm họa về mặt thiên nhiên. Thì mình thấy ở Đài Loan đó là có một cái trận động đất lớn thì ngay lập tức người ta đổi luật, sửa ngay luật, đó là từ từ đó trở đi mọi cái tòa nhà mới được xây là phải đáp ứng cái tiêu chuẩn chống động đất mới, và cái tiêu chuẩn này nó phải nâng cao hơn. Rồi thì khi mà vừa rồi trong năm nay cũng có động đất xảy ra, động đất lớn xảy ra đấy, thì người ta cũng ngay lập tức đưa ra cái chính sách mới, đó là bây giờ phải tăng cường diễn tập chống động đất, không những ở các cái cơ quan nhà nước mà thậm chí là toàn xã hội, trường học, tất cả các thứ. Ví dụ hôm nay là cái ngày mà toàn dân Đài Loan, tất cả hệ thống giáo dục phải diễn tập chống động đất. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy Việt Nam có vẻ như là chưa làm được, đó là rút kinh nghiệm. Chúng ta thấy lãnh đạo luôn luôn nói rằng là phải rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Đấy, nhưng mà người dân cũng lại nói nhại lại, đó là cái sợi dây kinh nghiệm không bao giờ hết. Tức là người ta rút hoài mà nó không hết. Đó là bởi vì có vẻ như ở Việt Nam mình người ta mới chỉ rút kinh nghiệm ở trên giấy tờ thôi, chứ chưa thấy rút kinh nghiệm ở trên thực tế. Đó là phải thay đổi, phải thay đổi luật, phải thay đổi chính sách, phải thay đổi thái độ đấy, và phải có cái sự thay đổi thực tiễn ở ở ở xã hội, ở hiện trường. Thì hy vọng rằng là cái cơn bão này nó đã đủ thảm khốc để chính quyền nhận ra rằng là nếu mà không thay đổi đó thì những cái cơn bão sau nó còn nghiêm trọng hơn. Đó thì cái đó là cái mà anh nghĩ rằng điều quan trọng nhất, đó là phải thực sự nhận ra rằng là phải phải thay đổi. Ok, thế thì đến đây đó, rất là cảm ơn Tuấn đã tham gia chương trình Podcast Việt Nam tuần này cùng với cả Trường Sơn và Cao Nguyên, và đã đưa ra những cái nhận định hết sức là thú vị về cái trách nhiệm của nhà nước trong cái việc phòng chống bão vừa rồi và cái việc cứu trợ người dân. Thì rất hy vọng rằng là những quý vị khán thính giả nào mà nghe được cái chương trình này đó thì cũng sẽ làm cách nào đó để mà xã hội ở Việt Nam trở nên kiên cường hơn đấy, để đối phó với những cái thảm họa mà có thể xảy ra ở trong tương lai. Xin được phép kết thúc chương trình podcast lần này ở đây. Cảm ơn Tuấn và hy vọng sẽ được mời Tuấn quay trở lại với các cái số podcast lần sau. Chào Tuấn. Dạ, chào cảm anh ơn Tuấn. Cao Nguyên, cảm ơn Sơn nha, cảm ơn hai bạn. Dạ, bye bye.